Xin chào các bạn. Vào tối ngày 5 tháng 8, theo giờ Việt Nam, hãng sản xuất thiết bị di động hàng đầu thế giới Samsung đã chính thức ra mắt 5 sản phẩm công nghệ mới. Trong đó có bộ đôi siêu phẩm Galaxy Note 20 và Galaxy Note 20 Ultra. Vào ngày hôm nay, 15 tháng 8 năm 2020, trên tay mình là chiếc Galaxy Note 20 Ultra, chiếc flagship mới nhất và được mong chờ nhất của nhà sản. Giá bán niêm yết cho bản này sẽ là 29.990.000 bao gồm quà tặng. Sản phẩm sẽ chính thức được lên kệ vào ngày 21 tháng 8 năm 2020. Như vậy còn 6 ngày nữa sản phẩm sẽ chính thức được lên kệ. Có thể nói, Note 20 Ultra có mọi tính năng cao cấp mà Samsung có thể nhồi nhét vào một chiếc smartphone. Ấn tượng đầu tiên là việc máy sở hữu màn hình tràn viền 6,9 inch. Tần số quét lên tới 120Hz là một tần số rất khủng khiếp. Cùng với đó, chiếc màn hình này có độ phân giải QHD+, sử dụng công nghệ Dynamic AMOLED 2X. Ở Việt Nam, Note 20 Ultra sẽ được trang bị chip Exynos 9910 và có đến hai phiên bản khác nhau, phiên bản 4G và phiên bản 5G. Phiên bản 4G chỉ có RAM 8GB trong khi phiên bản 5G có RAM 12GB. Máy có thiết kế vuông vức và cầm khá chắc tay, nó như một phiên bản hoàn thiện của Note 10 năm ngoái. Và tất nhiên, nó nam tính hơn S20. Tương tự mọi phiên bản Galaxy Note trước đây, S Pen chính là một trong những điểm nhấn đáng xem nhất trên chiếc Galaxy Note 20 Ultra năm nay. Khả năng xử lý của S Pen trên Galaxy Note 20 Ultra khá mượt mà, nhờ độ trễ đã giảm xuống chỉ còn 9 mili giây so với 46 mili giây trước đây. Điều này giúp tạo ra sự khác biệt đáng chú ý trong việc viết và vẽ. Kết hợp với các cử chỉ bổ sung, bút S Pen được xem là một phụ kiện để tạo ra sự khác biệt cho Galaxy Note 20 Ultra so với các sản phẩm khác. Một điểm khác biệt là bút S Pen đã được chuyển sang phía bên trái so với phía bên phải thường thấy. Thôi, bỏ qua tất cả những vấn đề đó đi. Đối với một người chuyên quay phim chụp hình máy bay như mình, thì camera mới là quan trọng. Chúng ta cùng khám phá camera của chiếc siêu phẩm này nhé. Note 20 Ultra có nhiều thay đổi và nâng cấp. Riêng cụm camera thì dường như Samsung muốn nó tỏa sáng nhất trong lần giới thiệu này. Họ không phô diễn khả năng Space Zoom 100X từ của Samsung dùng để chỉ việc zoom rất xa như trên Galaxy S20 Ultra. Thay vào đó là khả năng chụp 108 megapixel với camera chính cộng với nhiều thuật toán xử lý để có file ảnh nhiều chi tiết tốt hơn. Ống kính zoom của máy là ống kính 12 megapixel với khả năng zoom 50x. Camera chính của máy nâng lên 108 megapixel cho phép quay video 8K với 24 frames. Về camera góc siêu rộng ultra wide, máy sử dụng cảm biến 12 megapixel với khẩu độ f/2.2. Camera trước selfie là 10 megapixel. Bây giờ mình sẽ sử dụng chiếc siêu phẩm Galaxy Note 20 Ultra này để quay cảnh máy bay cất cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta cùng theo dõi nhé. Vâng, như một định mệnh các bạn ạ, siêu phẩm dùng để quay siêu phẩm. Trên màn hình các bạn đang thấy là một siêu phẩm Boeing 787-10 Dreamliner của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines. Chiếc máy bay này mang số đăng ký VNA874, là chiếc Boeing 787-10 thứ tư của Vietnam Airlines. Chúng ta cùng theo dõi quá trình cất cánh của máy bay được quay bằng Galaxy Note 20 Ultra nhé. Đấy mà bên này nó lấy sân bay nhiều hơn, đẹp hơn. Này không? Nó lấy sân bay.
được xuống nó mất cái bầu trời. Còn đây là chú chim ruồi ATR-72 cũng của Vietnam Airlines. Nó đẹp hơn những giống kính. Bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy khả năng zoom xa đến tận lát mặt 81 của chiếc Note 20 Ultra này nhé. Các bạn thấy chiếc Galaxy Note 20 Ultra này có đáng đồng tiền bát gạo không? Riêng mình khá là kết nó rồi đấy. Với một người chuyên quay phim như mình, lại thường sử dụng những tiêu cự ống kính khá lớn để zoom xa, thì chiếc Note 20 Ultra sẽ là một trợ thủ đắc lực giúp mình không bỏ sót bất kỳ khoảnh khắc nào. Đây sẽ là một chiếc máy đáng mua nhé mọi người. Nhân đây, mình cũng xin gửi lời cảm ơn anh Quỷ Công Tử. Cảm ơn anh đã cho em mượn chiếc máy này để có được trải nghiệm tuyệt vời ngày hôm nay. Mình xin tạm dừng video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Các bạn nhớ bật nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin cảm ơn rất nhiều.